Thủ bao gồm số 14 Lê Tấn Tài, số 15 Nguyễn Công Huy, số 17 Nguyễn Đức Hữu, số 23 Trần Trọng Hiếu, số 24 Lê Nguyễn Thanh Vị, số 31 Võ Cường, số 32 Nguyễn Văn Huy, số 36 số 56 Đinh Xuân Việt. Các cầu thủ bao gồm số 3 Phạm Mạnh Hùng, số 7 Phạm Minh Nghĩa, số 10 Trần Mạnh Hùng, số 19 Nguyễn Đình Mạnh, số 32 Nguyễn Hữu Định, số 38 Santana Alisson, số 50 Đinh Văn Trường, số 83 Da Silva Diaz thắng Nam Định ngày hôm nay. Một pha xử lý có phần mạo hiểm của thủ môn Đinh Xuân Việt. Rất tốt. Tình huống trọng biên của các cầu thủ Nam Định. Minh Nghĩa. Nghĩa tạt vào. Sút. Không được. Người dứt điểm là Diaz. Diaz đã quyết định chủ động xử lý ở trong phòng này chứ không nhả bóng cho một đội ở phía sau. Đây là tình huống mà Đinh Văn Trường đã tỏ ra qua được hơn 6 phút thôi nhưng đã có những thủ bóng nguy hiểm về khung thành của cả hai bên. Rất hay, khoảng trống, sút, không vào. Một pha dứt điểm cận chân của Nguyễn Minh Khải. Số 43 đã thử thách tay năng. Công Huy thực hiện đường chuyền rất vừa tầm cho Minh Khải. Ở góc hơi hẹp, Khải quyết định tung ra cú sút căng. Những đầu ngón tay của thủ môn Đinh Xuân Việt đã cứu thua cho Khánh Hòa. Chuyển vào. Tiếp tục sẽ là pha đá phạt góc dành cho Khánh Hòa của Lê Thành Phong, số 79. Thành Phong. Trần Mạnh Hùng. Đường chuyền cho Minh Nghĩa. Chỉ có một mình Minh Nghĩa ở phía trên và có pha phạm lỗi rất lộ. Tình huống phạm lỗi có thể nói là lỗ liễu của số 15 Công Huy. Và nếu như game show mini do ban tổ chức giải thực hiện với mong muốn là gắn kết người xem với nền tảng mạng xã hội, nền tảng thực hiện kỹ thuật số, chúng ta vừa được xem lại tình huống cầu bóng không chính xác. Comment và bấm nút đăng ký kênh YouTube BTV Thể Thao, chúng ta sẽ có cơ hội nhận những món quà rất dễ thương. Cơ hội Minh Nghĩa vẫn còn, đang là số 7. Một tình huống mà Diaz có pha đánh đầu nối mang tính chiến thuật cao. Hơi tiếc cho Minh Nghĩa là trong tình huống vừa rồi thì hậu vệ Trần Trọng Hiếu cũng đã kịp lui về để cản phá. Diaz đánh đầu, không được. Vẫn đang là cầu thủ Nam Định, Trần Mạnh Hùng. Nguy hiểm. Hai ngoại binh của Nam Định đã xuất hiện và người chạm bóng ở trong tình huống sau của tạm Lê Tấn Tài. Thời điểm còn thi đấu ở đội tuyển quốc gia trong ngoại áo, với sự dắt của huấn luyện viên Calisto thì Tấn Tài bám bên phải và rò tiền vệ. Tấn Tài rất đa năng và lúc này thì anh sẽ truyền đạt những kinh nghiệm đã có. Cơ hội vào, một pha xử lý rất hay. Lê Thành Phong có pha quan sát và đưa bóng qua giữa hai chân hậu vệ Alisson. Một tình huống đi bóng ma thuật của Thành Phong, nhiều góc độ để thấy được pha đi bóng rất kỹ thuật của Thành Phong và khoảng trống rất lớn để anh đánh bại thủ môn Đinh Xuân Việt. Pha bóng khiến cho trung vệ Alisson ngỡ ngàng. Chúng ta xem lại pha bóng này. Vâng, bóng chạm tay của trung vệ số 52 Huỳnh Nhật Tân và thủng lưới. Nam Định đang đứng trước cơ hội đưa trận đấu quay lại vạch xuất phát vào. Và chúng ta đang xem lại tình huống Diaz đã đánh lừa được thủ môn Võ Ngọc Cường. Gặp Bà Rịa Vũng Tàu, một cặp đấu của sức trẻ quyết tâm từ các cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu. Ông Dương Phúc đã rút ra một chiếc thẻ vàng. Bỏ tay, bỏ tay. Bỏ tay, bỏ tay.
huống sút bóng là của cầu thủ bám biên trái trong đội hình. Hữu Định đã trống trải, không được đường chuyền cuối cùng của Văn Trường lại hơi non và vẫn đang là cao thủ Nam Định Đinh Viết Tú sút. Vâng, chúng ta xem lại pha bóng này, đã có lỗi của cầu thủ Khánh Hòa, đó là Công Huy. Cơ hội được dành cho Đinh Viết Tú với cú sút rất căng nhưng Tú đã không thể đánh bại được Ngọc Cường. Sau đó thì Ngọc Cường cũng đã phải rất vất vả mới có thể ôm gọn bóng, tình huống không hiểu ý với Trần Trọng Hiền. Sút phải nhất định từ rất xa. Chúng ta xem lại tình huống có khoảng trống và ngay lập tức Thành Vị quyết định thu ra cú sút bằng chân. Thành Phong, vâng, vượt qua được Đinh Mạnh rất hay, nỗ lực đi. Sút không chính xác. Đức Hữu, Thành Phong, những pha xử lý của Thành Phong rất uyển chuyển và bản đồ sát thương cao không vào. Lần này Thành Phong đã không. Xuống luôn. Một pha dứt điểm của số 17 Nguyễn Đức Hữu. Trần Mạnh Hùng, Diaz dẫn đầu. Một nỗ lực gây nhiều khó khăn cho thủ môn Võ Ngọc Cường bên phía Khánh Hòa. Lê Tấn Tài cơ hội đến đôi. Tấn Tài đã không dứt điểm mà quan sát và thực hiện đường chuyền cho Minh Khải, số 43 và đồng đội, đặt Minh Khải vào một vị trí ghi bàn thuận lợi hơn. Chúng ta xem lại pha xoay trở rất hay, vẫn là Thanh Phong với pha xử lý sáng nước của mình, vượt qua cầu thủ của Nam Định, thực hiện đường chuyền cho Lê Tấn Tài. Và sau đó thì Tấn Tài băng xuống trống trải, không dứt điểm mà lại kiến tạo cho đồng đội. Chúng ta được xem đi xem lại tình huống ghi bàn nâng tỷ số đấu lên 2-1 của Minh Khải. Bộ ba đã tạo nên bóng được đẩy ra, không khó đối với thủ môn Võ Ngọc Cường. Đội bóng của huấn luyện viên Võ Đình Tân chấp nhận đã phòng ngự phản công. Trần Mạnh Hùng, Mạnh Hùng đi bóng sút không vào. Xét Hữu Định thực hiện pha đá phạt góc nguy hiểm, tình huống dứt điểm. Đường chuyền dài rất khó chịu, có đánh đầu không được. Qua đáng tiếc pha băng lên đánh đầu không thành công của số 24 Phạm Đức Thông. Chính Hữu Định thực hiện quả đá phạt này, rót bóng vào vòng cấm, bóng tìm đến vị trí của Diaz và trong pha bóng này thì thủ môn Anh ra vào chọn vị trí rất nhạy cảm, hiếm khi thấy. Tấn Tài đã quan sát thấy đồng đội di chuyển lên khá trống trải và Anh đã quyết định có một đường chuyền mang tính sáng tạo cao, rất đáng khen cho thủ môn của Nam Định. Mở bóng, Hữu Định, Anh Quốc, nguy hiểm, vào không, không vào. Pha xử lý rất khôn ngoan và di chuyển nhanh nhẹn như một đánh đầu. Người chạy bóng lại đi. Trung vệ Tuấn Tú, người có thể hình rất đẹp bên phía Định, cũng lên tham gia tấn công. Quả phạt góc thứ tư liên tiếp. Lần này thì bóng chết. Hà Long thực hiện không được, mình sẽ đá đơn giản phất bóng dài để hai cầu thủ này làm tường và tạo cơ hội dứt điểm. Họ sẽ tạo những khoảng trống và cơ hội dứt điểm cho nhau và đồng thời Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cầm bóng không có gì là khó khăn. Hồng Việt bị pha bàn xuống dứt điểm. Không được. Nỗ lực không thành công của Văn Toàn này, chúng ta xem lại. Đây là một tình huống tổ chức tấn công nên thực hiện liên tục. Hãy cứ rót bóng thật dài hướng vào vị trí của các ngoại binh, nên tán thể hình vượt trội sức rướng. Nếu như mưa dứt thì mặt sân sẽ thoát nước rất nhanh. Đánh đầu vào. Đang mờ đi. Rất khó đá bóng rồi. Một lần nữa vượt lên dẫn trước và cũng giúp cho Khánh Hòa giành 3 điểm ở trong trận đấu ngày hôm nay. Rất hồi hộp. Hãy xem thanh vị thực hiện của đá phạt này như thế nào. Bóng đi qua hàng rào nhưng là bay về vị trí của thủ môn. Huy Hoàng mở tỷ số là số 79 Lê Thành Phong. Sau đó thì Diaz của mình tỷ số 1 đều từ chấm phạt đền. Và sau đó cũng trong hiệp 1 thì Minh Khải đã giúp cho Khánh Hòa vượt lên dẫn 2-1 trong hiệp thi đấu.